Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện và bắt giữ Phạm Văn Lập, sinh năm 1964, thường trú tại số 16 Đào Đài, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, đối tượng bị truy nã về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 11 tháng 4 năm 2024, Tổ công tác Công an Phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng bắt giữ lập khi đối tượng này đang ở nhà trọ tại tổ 48B3 khu 4A, phường Cao Xanh. Tại cơ quan ông An, lập khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cụ thể, vào ngày 18 tháng 7 năm 2023, do mâu thuẫn xảy ra trong sinh hoạt, lập đã dùng dao đâm anh Hát gây thương tích, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 31 tháng 10 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng đã ra quyết định truy nã số 27 đối với Phạm Văn Lập về tội cố ý gây thương tích. Bản thân Lập sau khi gây án đã lẫn trốn ở các tỉnh phía Nam, sau đó, bắt xe khách ra thành phố Hạ Long thuê trọ tại phường Cao Xanh thì bị bắt. Hiện công an phường Cao Xanh đã bàn giao đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng để xử lý theo quy định.